cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 1 trong quyển sách toán tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài số 11, tiết 3, phép trừ trong phạm vi 10. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 76. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần luyện tập. Trong phần luyện tập này, chúng ta sẽ làm một số bài tập sau. Bài tập số 1, câu A, tính nhẩm. Ở bài tập này, chúng ta sẽ tìm kết quả của các phép trừ bằng phương pháp tính nhẩm. Và cô nghĩ rằng bài tập này sẽ không quá khó đối với các em. Rồi, bây giờ các em hãy tạm dừng bài giảng của cô lại. Các em hãy thực hiện bài tập số 1 này cho cô nhé. Khi nào các em thực hiện xong, chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra kết quả lại. Các em đã làm bài xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra kết quả lại nhé. Hai trừ một bằng một. Bốn trừ một bằng ba. Ba trừ hai bằng một. Ba trừ một bằng hai. Bốn trừ ba bằng một. 5 trừ 1 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. 2 trừ 0 bằng 2. Kết quả làm bài của các em có giống cô không nào? À, rất tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu B, số. Ở câu B, chúng ta sẽ tìm kết quả của phép trừ theo cột dọc. Rồi sau đó chúng ta sẽ điền kết quả vào các ô có dấu chấm hỏi. Cô ví dụ, 7 trừ 1 bằng 6. Vậy thì 7 trừ 2 bằng bao nhiêu? À, 7 trừ 2 bằng 5. Do đó, ở dấu chấm hỏi này, chúng ta sẽ điền số 5. 7 trừ 3 bằng 4. 7 trừ 4 bằng 3. 7 trừ 5 bằng 2. 7 trừ 6 bằng 1. 7 trừ 7 bằng 0. 7 trừ 0 bằng 7. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Những bông hoa nào ghi phép tính có kết quả lớn hơn 3? Quan sát hình ảnh có trong bài tập số 2, chúng ta sẽ thấy đây là một chậu hoa. Và trong chậu hoa có các bông hoa. Trên mỗi bông hoa có ghi các phép tính trừ. Và chúng ta sẽ đi tìm kết quả của các phép tính trừ này. Rồi sau đó trả lời câu hỏi, những bông hoa nào ghi phép tính có kết quả lớn hơn 3? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện nhé. 8 trừ 4 bằng bao nhiêu các em? Cô nhắc lại nhé, nếu em nào tính nhẩm còn yếu thì các em có thể sử dụng que tính, các khối lập phương hoặc sử dụng ngón tay để tính nhé. 8 trừ 4 bằng 4. 7 trừ 2 bằng 5. 7 trừ 4 bằng 3. 4 trừ 0 bằng 4. 6 trừ 1 bằng 5. Như vậy, những bông hoa ghi phép tính có kết quả lớn hơn 3. Đó là bông hoa ghi phép tính 8 trừ 4. Bông hoa ghi phép tính 7 trừ 2. Bông hoa ghi phép tính 4 trừ 0. Và bông hoa ghi phép tính 6 trừ 1. Bài tập tiếp theo là bài tập số 3. Câu A, có mấy con cá đang cắn câu? Bây giờ chúng ta sẽ quan sát hình ảnh rồi trả lời câu hỏi nhé. Đây là những chú mèo. Và những chú mèo này đang câu cá. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đếm xem có bao nhiêu con cá đang cắn câu nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy câu trả lời của chúng ta sẽ là có 5 con cá đang cắn câu. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu B, số. Ở câu B này chúng ta sẽ nhẩm xem 7 trừ 2 bằng mấy. Và nhẩm xem 7 trừ mấy bằng 2.
rồi sau đó chúng ta sẽ ghi kết quả vào các ô có dấu chấm hỏi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nhé. 7 trừ 2 bằng bao nhiêu? À, đúng rồi, 7 trừ 2 sẽ bằng 5. Do đó, ở dấu chấm hỏi này, chúng ta sẽ điền số 5. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhẩm xem 7 trừ mấy bằng 2? À, đúng rồi, 7 trừ 5 sẽ bằng 2. Do đó, ở dấu chấm hỏi này, chúng ta sẽ điền số 5. Bài tập tiếp theo là bài tập số 4, số. Ở bài tập này, chúng ta sẽ quan sát tranh và nêu được tình huống ở trong tranh. Trong tranh có tất cả là 8 con vịt. Trong đó có 5 con bơi dưới nước. Hỏi có mấy con vịt ở trên bờ. Và từ đó, chúng ta sẽ nêu được phép tính thích hợp là 8 trừ 5 bằng 3. Như vậy, ở dấu chấm hỏi này, chúng ta sẽ điền số 8. Còn ở dấu chấm hỏi này, chúng ta sẽ điền số 5. Phần tiếp theo của bài học, chúng ta sẽ đến với phần luyện tập. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 78. Trong phần luyện tập này, cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện phép trừ có hai dấu phép tính. Các em hãy quan sát tranh sau. Trong bể có 9 con cá. Bây giờ, cô sẽ vớt 3 con cá ra. Vậy thì trong bể sẽ còn lại bao nhiêu con cá các em? À, trong bể có 9 con cá. Vớt 3 con cá ra ngoài thì trong bể sẽ còn lại 6 con cá. Cô nói 9 bớt 3 còn 6 và cô sẽ viết là 9 trừ 3 bằng 6. Như vậy ở dấu chấm hỏi này cô điền số 6. Tiếp theo vẫn là bể cá đó. Sau khi chúng ta vớt 3 con cá ra ngoài, trong bể còn 6 con cá. Bây giờ cô tiếp tục vớt thêm 2 con cá ra ngoài nữa thì trong bể còn lại bao nhiêu con cá các em? À đúng rồi, trong bể còn lại 4 con cá. Cô nói 6 bớt đi 2 còn 4 và cô sẽ viết là 6 trừ 2 bằng 4. Như vậy ở dấu chấm hỏi này cô điền số 4. Như vậy lúc đầu trong bể có 9 con cá, chúng ta vớt 3 con cá ra còn 6 con cá. Sau đó chúng ta vớt thêm 2 con cá ra nữa thì trong bể sẽ còn lại 4 con cá. Cô nói rằng 9 bớt đi 3 rồi bớt đi 2 nữa sẽ còn lại 4. Và cô sẽ viết là 9 trừ 3 trừ 2 bằng 4. Đây là dạng phép tính trừ có hai dấu phép tính. Đối với dạng phép tính này thì chúng ta sẽ thực hiện tính lần lượt từ bên trái sang bên phải. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy 9 trừ 3 bằng 6. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy 6 trừ 2 bằng 4. Như vậy 9 trừ 3 trừ 2 sẽ bằng 4. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng những gì vừa học được. Chúng ta sẽ làm tiếp bài tập số 2 nhé. Tính. Câu A. 8 trừ 2 trừ 3. Chúng ta sẽ thực hiện tính lần lượt từ bên trái sang bên phải như sau. 8 trừ 2 bằng 6. 6 trừ 3 bằng 3. Như vậy 8 trừ 2 trừ 3 sẽ bằng 3. Tiếp theo câu B. 7 trừ 4 trừ 1. 7 trừ 4 bằng 3. 3 trừ 1 bằng 2. Như vậy 7 trừ 4 trừ 1 bằng 2. Tiếp theo câu C. 10 trừ 5 trừ 2. 10 trừ 5 sẽ bằng 5. 5 trừ 2 sẽ bằng 3. Do đó 10 trừ 5 trừ 2 sẽ bằng 3. Tiếp theo 3 cộng 6 trừ 4. Đây là phép tính có hai dấu phép tính. Đó là phép tính cộng và phép tính trừ. Và chúng ta cũng thực hiện tính lần lượt từ bên trái sang bên phải như sau. 3 cộng 6 bằng 9. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy 9 trừ đi cho 4 bằng 5. Như vậy chúng ta sẽ kết luận rằng 3 cộng 6 trừ 4 bằng 5. Phần tiếp theo của bài học, chúng ta sẽ đến với một trò chơi có tên gọi là câu cá. Để chơi trò chơi này, chúng ta sẽ chuẩn bị hai con xúc xắc A và xúc xắc B. Sáu mặt của xúc xắc A sẽ ghi các số 0, 1, 2, 3,
4, 5. Còn 6 mặt của xúc xắc B sẽ ghi các số 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và cách chơi như sau. Chúng ta cũng chơi theo nhóm. Khi đến lượt, người chơi gieo 2 con xúc xắc. Lấy số ở mặt trên xúc xắc B trừ đi cho số mặt trên của xúc xắc A. Sau đó, chúng ta sẽ bắt con cá ghi số bằng với kết quả nhận được. Và trò chơi sẽ kết thúc khi bắt được 5 con cá. Câu ví dụ nhé. Mặt trên của xúc xắc A là số 3. Mặt trên của xúc xắc B là số 6. Chúng ta sẽ lấy số mặt trên của xúc xắc B trừ đi cho số mặt trên của xúc xắc A. Tức là chúng ta sẽ lấy 6 trừ đi cho 3. 6 trừ 3 sẽ bằng 3. Và chúng ta sẽ bắt con cá ghi số 3. Và trò chơi sẽ kết thúc khi chúng ta bắt được 5 con cá. Như vậy các em đã hiểu được trò chơi câu cá rồi phải không nào? Vậy thì qua bài học ngày hôm nay, cô yêu cầu các em hãy cùng với người thân hoặc bạn bè tiếp tục tham gia trò chơi này nhé. Và bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo nhé.